Vụ phó giám đốc ngân hàng răng bẫy chiếm đoạt 2.700 tỷ đồng, tài sản không còn gì để kê biên. Bắt khẩn cấp nữ hiệu trưởng thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt tiền của phụ huynh. Tìm ra kẽ hở, trường bị lan cao tay dùng cách đặc biệt để chuyển 4,5 tỷ đô la Mỹ ra nước ngoài. Bắt gã thầy dạy lại ô tô bao động, lừa chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng kính chào quý vị đang theo dõi tin tức thời sự của báo Thanh Hóa. Vừa rồi là những nội dung được tóm lược sẽ có trong chương trình ngay sau đây là những thông tin chi tiết mời quý vị cùng theo dõi. Tòa nhân dân thành phố Hà Nội với tiếp nhận hồ sơ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hơn 2.700 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam Eximbank chi nhánh Ba Đình Hà Nội. Trước đó hôm mùng 4 tháng 6 phiên tòa được mở xong vắng mặt nhiều bị hại người liên quan hội đồng xét xử phải tạm hoán chưa ấn định ngày mở lại. Theo hồ sơ vụ án, năm 2013, Vũ Thị Thu Nhung được bổ nhiệm làm phó giám đốc ngân hàng Bank, chi nhánh Ba Đình. Năm 2014, do cần tiền để sử dụng và chi tiêu, Nhung đã có hành vi gian dối, đưa ra các thông tin không có thật với những người quen biết để lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.700 tỷ đồng của khoảng 100 bị hại. Đến nay, cơ quan điều tra xác định được 46 bị hại trong vụ án với số tiền bị lừa là hơn 788 tỷ đồng. Trong số này, Nhung dùng 417 tỷ để trả lãi hoặc lợi nhuận cho bị hại, nên còn chiếm đoạt 311 tỷ đồng, không có khả năng hoàn trả. Quá trình xử lý vụ án, cảnh sát xác minh một số tài sản liên quan Vũ Thị Thu Nhung. Tuy nhiên, chỉ duy nhất một tài khoản của cô ta tại ngân hàng Việt Tin Banh bị phong tỏa, trong có 1,1 tỷ đồng. Các tài sản khác không thể kê biên để khắc phục hậu quả. Nhưng có hai ô tô hiệu Mercedes và Ford, nhưng đều là tài sản đảm bảo cho các khoản vay của cô ta tại GB Bank tổng dư nợ gần 600 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, Nhung có đơn đề nghị trả hai ô tô này cho GB Bank và cảnh sát đã chấp nhận. Tài sản tiếp theo, Vũ Thị Thu Nhung có một căn chung cư rộng hơn 120m2 ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, nhưng bị thế chấp tại ngân hàng VIP để đảm bảo khoản vay 1,6 tỷ đồng. Đến nay, ngân hàng tính cả gốc và lãi là 1,8 tỷ đồng, nhân cảnh sát không thể kê biên. Tương tự, mảnh đất 120 m2 tại khu nhà vườn quận Tây Hồ Hà Nội của Nhung cũng đang thế chấp tại BIDV. Khu đất này được định giá hơn 16 tỷ đồng, còn khoản vay tại BIDV có tổng gốc lãi là 11,5 tỷ đồng nên không thể dùng để khắc phục hậu quả. Các thửa đất của Nhung tại đường Kim Mã và huyện Ba Vì Hà Nội đã được chuyển nhượng cho người khác trước khi khởi tố vụ án, do vậy cảnh sát không có căn cứ để kê biên. Đến nay, viện kiểm sát xác định Nhung không có khả năng khắc phục hậu quả. Thưa quý vị, tiếp ngay sau đây, mời quý vị đến với những tin tức đáng chú ý đã diễn ra, xin quý vị đừng bỏ lỡ. Công an huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang cho biết đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với bà Vũ Thị Hải Truyền, hiệu trưởng trường Mầm non Quý Sơn số 2 để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo đó, lực lượng chức năng ban đầu xác định số tiền nữ hiệu trưởng này chiếm đoạt khoảng 300 triệu đồng. Lãnh đạo công an huyện Lục Ngạn cho hay Cơ quan công an tiếp tục xem xét những hành vi, những người có liên quan. Trước đó báo chí phản ánh việc hiệu trưởng trường mầm non Quý Sơn 2 đã khai khống 3 người không tham gia nấu ăn cho trẻ, nhưng nhà trường vẫn chi trả tiền lương đều đặn theo danh sách chi lương. Vụ việc có dấu hiệu lập hồ sơ khống để chiếm đoạt tiền trái phép kéo dài nhiều năm nay tại trường mầm non này. Theo điều tra của phóng viên, từ nhiều năm nay số lượng các cô nấu ăn theo danh sách được trường mầm non Quý Sơn số 2 thuê và chi trả lương đều đặn mỗi tháng là 9 người. Tuy danh sách số lượng các cô nấu ăn lĩnh lương là 9, nhưng theo xác minh của phóng viên, chỉ có 6 cô đang làm việc tại đây. Ba cô còn lại dù có tên trong danh sách nhận lương, nhưng họ chưa từng đến trường lao động như hồ sơ hợp đồng với nhà trường. Bản chất ở đây có dấu hiệu của một thủ đoạn tinh vi nhằm chiếm đoạt tiền do phụ huynh đóng góp để nhà trường thuê nhân công nấu ăn cho trẻ, theo quy định. Trong giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, Chủ tịch tập đoàn này, bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc lừa đảo hơn 30.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư trái phiếu. Còn tại giai đoạn trước vụ án, bà Lan bị xác định tham ô hơn 415.000 tỷ đồng. Tổng hai khoản trên là hơn 445.000 tỷ đồng được Trương Mỹ Lan rửa sạch bằng cách sử dụng hàng nghìn pháp nhân, cá nhân để chuyển tiền lòng vòng, rút tiền mặt ra chi tiêu, đầu tư. Việc này diễn ra trong giai đoạn 2018-2022. Theo điều tra, tính chung giai đoạn từ khi ngân hàng SCB hợp nhất đến khi khởi tố vụ án giai đoạn 2012-2022, nhà băng này nộp 3.160 file báo cáo tới Cục Phòng chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước, Cục Phòng chống rửa tiền. Các file báo cáo thể hiện có hơn 313.000 giao dịch chuyển tiền điện tử, giao dịch từ 1.000 đô la Mỹ trở lên hoặc bằng ngoại tệ khác có giá trị tương đương. Tổng số chuyển đi và nhận lại theo các giao dịch này là hơn 489.688.700 triệu đồng, tương đương hơn 22,2 tỷ đô la Mỹ. Trong đó chỉ có 151 giao dịch đáng ngờ. Cảnh sát xác minh cho thấy Cục Phòng chống rửa tiền có vai trò tiếp nhận thông tin, báo cáo từ các tổ chức theo quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và các thông tin liên quan tội phạm khác. Chính phủ quy định thêm, Cơ sở để xác định giao dịch chuyển tiền điện tử liên quan đến hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố là các giao dịch liên quan tổ chức cá nhân nằm trong danh sách đen là đối tượng bị xử lý hình sự, người nằm trong danh sách cảnh báo của ngân hàng nhà nước hoặc các quốc gia trên thế giới. Đối chiếu các quy định trên, hơn 313.000 giao dịch chuyển tiền tại SCB không có đối tượng cục phòng chống rửa tiền phải theo dõi. Cơ quan điều tra do vậy xác định cục phòng chống rửa tiền không có cơ sở xác định giao dịch tại SCB liên quan hoạt động rửa tiền, vận chuyển tiền của các công ty thuộc nhóm Vạn Thịnh Phát. Với 151 báo cáo giao dịch đáng ngờ của ngân hàng SCB gửi cục phòng chống rửa tiền, cảnh sát cho rằng trong số này không có danh sách 85 công ty thuộc nhóm Vạn Thịnh Phát chuyển tiền ra nước ngoài và 63 công ty nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam. Do vậy, cục phòng chống rửa tiền không có cơ sở để phân tích nghi ngờ với việc chuyển tiền của nhóm doanh nghiệp thuộc Vạn Thịnh Phát. Ngoài hành vi rửa tiền Trương Muội cùng đồng phạm còn bị cảnh sát cáo buộc chuyển trái phép qua biên giới hơn 4,5 tỷ đô la Mỹ, gồm chuyển ra nước ngoài hơn 1,5 tỷ đô la Mỹ và nhận về 3 tỷ đô la Mỹ. Bà Lan khai, tiền chuyển về Việt Nam là đi vay, còn ở chiều ngược lại là trả nợ. Cảnh sát cũng xác minh trách nhiệm của vụ quản lý ngoại hối thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên đơn vị này cho biết không có chức năng kiểm tra, thanh tra hoạt động ngoại hối của các tổ chức cá nhân nói chung, cũng như giao dịch ngoại hối chuyển tiền ra nước ngoài hoặc về Việt Nam nói riêng vụ quản lý ngoại hối chỉ thống kê theo dõi số liệu trên cơ sở số liệu báo cáo tổng hợp của từng ngân hàng không có số liệu giao dịch của mỗi tổ chức hay cá nhân cụ thể quá trình theo dõi số liệu tổng hợp do scb cung cấp vụ quản lý ngoại hối không có cơ sở để phát hiện sự bất thường đối với số liệu tổng hợp về tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ nước ngoài chuyển về việt nam cơ quan điều tra kết luận không có căn cứ xem xét trách nhiệm của cục phòng chống rửa tiền vụ quản lý ngoại hối trong việc các đối tượng Công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB làm trái quy định về việc chuyển tiền quốc tế. Thông tin từ công an huyện Tân Kỳ Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam ông Trần Văn Chí, 33 tuổi, ngụ ở thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, Nghệ An để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ, để có tiền tiêu xài, lấy danh nghĩa đang là giáo viên của một trung tâm đào tạo lái xe, Trần Văn Chí đã đăng thông tin tuyển sinh với cam kết sẽ bào đậu phần thi lý thuyết nếu đăng ký hồ sơ học lái xe với giá từ 12 đến 20 triệu đồng một người. Tuy nhiên, các khoản tiền được học viên đóng, Chí không đăng ký và không nộp tiền về trung tâm mà sử dụng để tiêu xài cá nhân. Biết hành vi của mình sẽ sớm bị lật tẩy sau khi nhận tiền của nhiều học viên, Trần Văn Chí đã lẩn trốn vào các tỉnh phía Nam. Sau thời gian theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Tân Kỳ đã phá thành công chuyên án bắt giữ Trần Văn Chí về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi đối tượng đang lẩn trốn tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Tại cơ quan công an, Trần Văn Chí đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bước đầu, cơ quan công an xác định với thủ đoạn như trên, từ năm 2021 đến khi bị bắt giữ, Trần Văn Chí đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều học viên có nhu cầu học bằng lái xe ô tô trên địa bàn các huyện Tân Kỳ, Thanh Trương, Nam Đàn, vân vân, với số tiền là hơn 200 triệu đồng. Liên quan đến hành vi lừa đảo thông qua học bằng lái xe ô tô, chỉ trong ít ngày, công an huyện Tân Kỳ đã liên tiếp phá thành công hai chuyên án, bắt giữ, khởi tố hai đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân với số tiền hơn nửa tỷ đồng. Cơ quan công an thông báo những ai là nạn nhân của vụ án Trần Văn Chí nhanh chóng liên hệ công an huyện Tân Kỳ để được phối hợp giải quyết. Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thành yêu cầu kiểm tra xử lý thông tin báo chí phản ánh việc 63 giáo viên bị tố xù tiền hỗ trợ đào tạo học thạc sĩ dù có quyết định cử đi học vào năm 2019. Theo văn bản Chủ tịch Hà Nội Trần Sĩ Thanh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra làm rõ thông tin 63 giáo viên không được cấp kinh phí hỗ trợ đào tạo. Thông tin trả lời báo chí theo quy định, đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội kết quả thực hiện trước ngày 12 tháng 6. Trước đó nhiều cơ quan báo chí đã phản ánh về tình trạng trên. Theo phản ánh của các giáo viên, năm 2019, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành nhiều quyết định về việc cử 63 giáo viên thuộc nhiều trường trung học phổ thông trên địa bàn đi học thạc sĩ. Sau thời gian học tập tại các trường đại học chính quy, 63 giáo viên đã hoàn thành khóa học và được cấp bằng thạc sĩ theo chuyên ngành đã trúng tuyển trước đó. Năm 2020, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã triệu tập các giáo viên tới hoàn tất hồ sơ để nhận kinh phí hỗ trợ. Tuy nhiên sau hơn 4 năm chờ đợi, 63 giáo viên bất ngờ nhận thông tin không được cấp kinh phí hỗ trợ đào tạo theo quy định. Các giáo viên bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng thực hiện các quyết định đã ban hành để 63 giáo viên được hưởng quyền lợi chính đáng. Trao đổi với phóng viên tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô T, giáo viên dạy tiếng Anh cho hay, sau khi đăng ký hồ sơ để đi học sau đại học, nhà trường đã xét duyệt và gửi lên cấp sở xem xét duyệt khi được duyệt đi học, bên cạnh niềm vui được nâng cao chuyên môn với sự hỗ trợ kinh phí của thành phố, cô Tê còn gánh nỗi lo khi hai con còn nhỏ, một cháu 6 tuổi và cháu 10 tuổi, khiến vợ chồng cô phải gửi con nhờ người chăm hộ. Thời gian cô Tê đi học chính quy với thời gian cả ngày thường sẽ là vào trong những ngày từ thứ tư đến chủ nhật. Nếu vào những ngày đi học, cô sẽ phải bố trí dồn tiết giảng dạy ở trường trung học phổ thông. Cô Tê chia sẻ Nhà trường nói rằng tôi đi học như vậy là được hỗ trợ kinh phí từ sở nên tôi vẫn phải đảm bảo số tiết giảng dạy. Tôi vẫn dạy đảm bảo số tiết trung bình từ 17 đến 18 tiết một tuần. Trong quá trình học thạc sĩ, cô phải tự lực cố gắng đầu tư thời gian công sức để nâng cao trình độ chuyên môn, hoàn thành nhiệm vụ của sở giao. Theo cô T, nhà trường không hỗ trợ cho cô trong quá trình đi học thạc sĩ, bởi vậy kinh phí đi lại, học phí, bảo vệ luận văn đều được cô tự chi trả. Cô V giáo viên dạy giáo dục công dân cho biết Hai năm học thạc sĩ, cô phải chi khoảng gần 100 triệu đồng cho các khoản chi phí. Do ảnh hưởng của mưa lớn diễn ra phức tạp kéo dài từ ngày mùng 8, mùng 9 tháng 6 và đến sáng ngày mùng 10 tháng 6, tại thành phố Hà Giang và các huyện thuộc Cao nguyên đá Đồng Văn tỉnh Hà Giang, nhiều khu vực đã bị chia cắt vì lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng, hậu quả khiến 3 người thiệt mạng, thiệt hại nặng về tài sản ước tính khoảng 9,5 tỷ đồng. Cụ thể trong đêm mùng 9 rạng sáng ngày mùng 10 tháng 6, lũ đã gây ngập úng làm cho nước tràn vào 350 nhà bị ảnh hưởng. Ngập úng cục bộ tại một số tuyến đường, tại phường Minh Khai, Nguyễn Trãi, Trần Phú, Quang Trung, Ngọc Hà, Ngọc Đường, Phương Thiện, Phương Độ với 25 điểm ngập úng. Có những điểm bị ngập sâu đến 1 mét, nhiều đất đá cùng nước tràn vào nhà. Mưa vào lúc nửa đêm khiến người dân không kịp di rời tài sản. Nhiều tuyến đường huyết mạch đã bị sạt lở và ngập cục bộ. Mưa rồn rập, lũ trên sông Lô qua trạm Thủy Văn Hà Giang lên rất cao, Mực nước lúc 7 giờ đã vượt báo động 3 khoảng 59 cm. Đây là mức lũ cao nhất trong vòng gần 40 năm qua. Từ 3 giờ sáng ngày 10 tháng 6, hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an đã dầm mình trong mưa bão, sử dụng các phương tiện như xe đặc chủng, xuồng máy, xuồng cao su cùng các phương tiện khác để thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ tại các điểm ngập sâu trong thành phố. Thượng tá Phan Minh Học, phó trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an tỉnh và cán bộ chiến sĩ đã phá rỡ mái nhà để giải cứu thành công 4 người bị mắc kẹt trong nhà do nước dâng cao. Hiện tại, cán bộ chiến sĩ của đơn vị vẫn dầm mình trong nước để hỗ trợ nhân dân di chuyển tài sản đến chỗ an toàn. Theo Thượng tá Phan Minh Học, sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về, nhiều điểm trên địa bàn thành phố Hà Giang ngập chìm trong nước lũ. Hiện tại trên địa bàn vẫn mưa không ngớt, nước lũ trên sông Lô đoạn chảy qua thành phố ngày một dâng cao, người dân thành phố tích cực chuẩn bị để di rời tài sản khi nước tràn vào thành phố lực lượng công an tập trung phương tiện lực lượng giúp nhân dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn đồng thời không để xảy ra những vụ việc gây mất an ninh trật tự công an thành phố đã cắt cử cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại khu vực trọng yếu lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường thực hiện nhiệm vụ trên những đầu cầu của thành phố phân luồng điều tiết giao thông khi người dân kéo đến xem lũ các đơn vị khác dùng phương tiện chuyên dùng di chuyển nhân dân, tài sản của người dân tại các điểm ngập úng. Tại huyện Mèo Vạc, trước tình trạng mưa lũ diễn ra phức tạp, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện đã túc trực 100% quân số để tham gia hướng dẫn giao thông cho các phương tiện đi tuyến đường xuống sông Nho Quế vào ba xã biên giới. Thượng tá Hoàng Anh Đức, trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hà Giang cho biết, tại Mèo Vạc ghi nhận số du khách bị mắc kẹt do mưa lũ lớn nhất lên đến khoảng 1.000 người. Cảnh sát giao thông làm việc xuyên đêm, sử dụng ô tô chuyên dụng, cano, thuyền trực tiếp hỗ trợ đưa người dân đến khu vực an toàn. Đến nay, toàn bộ du khách đã được đưa đến nơi an toàn tại trung tâm huyện. Dự báo tình hình mưa lũ sẽ có nhiều diễn biến phức tạp. Do đó, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Mèo Vạc đang triển khai nhiều biện pháp phân luồng, đặt biển báo nguy hiểm, giao chắn, barrier trước các điểm xảy ra ngập lụt, sạt lở để cảnh báo người dân và du khách. Đồng thời cắt cử cán bộ chiến sĩ trực 24 trên 24 giờ tại điểm ngập hỗ trợ người dân trong các tình huống nguy hiểm. Theo ban tôn giáo chính phủ, nhiều ngày qua, việc ông Lê Anh Tú, tức ông Thích Minh Tuệ ẩn tu đã thu hút sự quan tâm lớn, cùng với đó rất nhiều thông tin sai lệch xuyên tạc ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, gây hoang mang dư luận. Thay vì tôn trọng quyền cá nhân ẩn tu của ông Thích Minh Tuệ, nhiều người tiếp tục tìm ông và gia đình để quay phim chụp ảnh, đăng tải các video với mục đích câu view, câu like. Ban tôn giáo chính phủ cho biết, sau khi ông Thích Minh Tuệ dừng cuộc bộ hành đề ẩn tu, các đối tượng chống phá đã lợi dụng sự việc này để xuyên tạc chính sách tôn giáo ở Việt Nam, đưa tin sai sự thật về việc phân biệt đối xử, đàn áp tôn giáo. Thậm chí họ còn bịa đặt ông Thích Minh Tuệ bị bắt, cưỡng bức, buộc phải dừng việc tu tập. Thực tế, theo Ban Tôn giáo Chính phủ, sau những ngày ẩn tu ông thích minh tuệ đã chia sẻ tinh thần và sức khỏe vẫn tốt đảm bảo để học tập theo lời phật dạy ban tôn giáo chính phủ cho hay mới đây gia đình ông thích minh tuệ cũng đã có đơn đề nghị gửi các cơ quan chức năng xử lý những trường hợp lợi dụng hình ảnh của ông để đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội gây ảnh hưởng đến ông và gia đình cơ quan này khẳng định việc tu tập thực hành giáo lý nhà phật là nhu cầu chính đáng của người dân và được pháp luật bảo hộ Quyết định dừng bộ hành để ẩn tu của ông Thích Minh Tuệ cần được tôn trọng. Thời gian gần đây, trên các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới như Amazon, eBay, bày bán tràn lan các mẫu áo thun được thiết kế giống với màu sắc y phục của ông Thích Minh Tuệ. Đáng chú ý, nhiều gian hàng còn bày bán các mẫu áo in trực tiếp hình ông Thích Minh Tuệ. Khảo sát tại trang thương mại điện tử eBay, những chiếc áo thun in hình ông Thích Minh Tuệ được bày bán với thiết kế đơn giản, chủ đạo là hai màu trắng và đen. Ở trước và sau áo đều in hình ông Thích Minh Tuệ. Áo có đủ size từ S đến 5XL, có giá bán dao động từ 300.000 đồng đến 700.000 đồng Việt Nam. Trong khi đó, với loại áo có thiết kế giống y phục của ông Thích Minh Tuệ, có giá thành cao hơn từ 700.000 đồng đến 900.000 đồng Việt Nam. Còn trên trang thương mại điện tử Amazon, không chỉ có áo thun Trang này còn bày bán những chiếc cốc uống nước in hình ông Thích Minh Tuệ. Những chiếc cốc này có giá bán từ 10 đến 17 đô la Mỹ, tương đương 250.000 đồng đến 425.000 đồng Việt Nam. Trước đó, trên các sàn thương mại điện tử, hội nhóm và các nền tảng mạng xã hội tại Việt Nam cũng xuất hiện các mẫu áo thun, mũ, đồ bộ được thiết kế theo màu sắc trang phục của ông Minh Tuệ và nhận được sự săn lùng của đông đảo cư dân mạng. Những chiếc áo thun với tên Áo Thầy Minh Tuệ được ra bán với đa dạng các kích thước khác nhau trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Chỉ với giá từ 50.000 đồng đến 150.000 đồng, chiếc áo thun được thiết kế giống trang phục của sư thích Minh Tuệ trở thành sản phẩm được cộng đồng mạng săn lùng. Trên trang Fan Thầy Thích Minh Tuệ, chủ cửa hàng giới thiệu sản phẩm khoác lên mình áo pháp Minh Tuệ, hành trình lan tỏa yêu thương hay trải nghiệm sự bình yên trong từng bước đi với áo pháp Minh Tuệ. Thậm chí, để có thể chiều lòng khách hàng, chủ cửa hàng còn chụp ảnh người mẫu mặc áo thun thầy Minh Tuệ kèm chiếc ruột nồi cơm điện. Thậm chí để có thể lôi kéo sự chú ý của khách hàng, người bán còn tạo mã giảm giá Minh Tuệ 10 với ưu đãi giảm 10% cho 50 người mua đầu tiên. Người bán này còn cho biết, một phần doanh thu từ mỗi chiếc áo sẽ được trích ra để hỗ trợ các hoạt động từ thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Để thêm phần thuyết phục, chủ trang fan thầy thích Minh Tuệ còn giới thiệu loại áo này được thiết kế thanh tịnh, giản dị nhưng đầy phong cách và mang đến cảm giác bình an và thanh thản. Đặc biệt, người này còn viết chất liệu vải thân thiện với môi trường, đúng như tinh thần sống giản dị và chân thật của thầy. Tương tự, trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, TikTok, không khó để bắt gặp nhiều cửa hàng giao bán loại áo thun này với lời quảng cáo phù hợp với cả nam và nữ. Thậm chí nhiều kênh bán hàng còn nhận bán với số lượng lớn, in ấn lên áo và các dịch vụ khác theo yêu cầu của khách hàng. Với việc phối màu phòng theo trang phục của thầy Minh Tuệ, sản phẩm này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng. Trên các sàn thương mại điện tử, hầu hết đều thể hiện sự yêu thích và có ý định mua hàng. Nhiều ý kiến cho rằng, việc mặc áo phòng theo trang phục của thầy thích Minh Tuệ không có gì sai trái hay vi phạm pháp luật. Một vị khách chia sẻ, cách tận dụng vải thừa để làm mẫu thời trang là sáng kiến hay, giúp giảm bớt số lượng vải dư thừa mà vẫn tạo nên trang phục độc đáo. Khi mặc những chiếc áo này là cách để tôi tự nhắc nhở bản thân không làm những điều ác, làm nhiều việc thiện hơn, thể hiện sự kính trọng của tôi dành cho thầy Thích Minh Tuệ. Chắc chắn đây sẽ là xu hướng của mùa hè năm nay. Bên cạnh đó, nhiều người lên tiếng phản đối trào lưu này. Một khách hàng nhận xét, việc biến những chiếc áo cà sa chân quý của các vị sư thầy thành xu hướng trang phục là việc làm vô cùng phản cảm. Theo tôi, chúng ta không nên mặc những bộ trang phục như vậy vì nó sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến hình ảnh của Phật giáo trong mắt mọi người. Ngoài các sản phẩm quần áo, rất nhiều các mặt hàng giày dép, mũ, túi, khăn, tranh nghệ thuật, tranh số cũng được giao bán sôi động trên mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử với mức giá từ 50.000 đồng đến 400.000 đồng tùy loại. Vừa qua, Ban Tôn giáo Chính phủ đã gửi văn bản đề nghị Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu làm việc với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhằm thẩm tra, giả soát, xác minh về những phát ngôn, thuyết giảng của Thượng tọa Thích Trân Quang bị dư luận phản ánh. Văn bản ghi rõ, nếu những phát ngôn trong một số clip lan truyền trên mạng xã hội không đúng với giáo lý, giáo luật, truyền thống văn hóa của Phật giáo và lịch sử của dân tộc Việt Nam, sửa đổi giới cấm trong chứng điệp quy y tam bảo của Phật giáo sẽ phải xử lý nghiêm minh. Thời gian qua, nhiều fanpage Hội nhóm trên mạng xã hội liên tục chia sẻ clip bài giảng kèm hình ảnh của thượng tọa Thích Chân Quang với nội dung: Cúng nhà cho chùa rồi ra tròi ở. Các bài đăng này nhanh chóng nhận về lượt tương tác lớn. Theo tìm hiểu, đoạn clip nói trên được trích từ buổi thuyết giảng của thượng tọa Thích Chân Quang tại chùa Hoàng Phúc, tỉnh Quảng Bình vào ngày 30 tháng 3 năm 2016. Nội dung buổi thuyết giảng đã được đăng tải trên kênh YouTube Pháp Quang vấn đáp. Ở cuối buổi thuyết giảng về chủ đề nhân quả, một Phật tử hỏi về việc có nhiều người vì lợi cá nhân mà tìm cách cản trở việc đền bù đất xây chùa, dù chính quyền đã hỗ trợ thỏa đáng. Trả lời vấn đề này, Thượng tọa Thích Chân Quang khẳng định, ở đây mang hai tội. Một là xây chùa mà tìm cách ngăn cản là đời sau chính mình tiêu. Đời này con cháu mình không còn ăn nên làm ra, không ngóc đầu lên được, thì đầu rớt đó, làm đâu hư đó. Thứ hai, đất làm đường công cộng mà cứ tìm cách đòi giá cho cao, đòi đền bù cao trong khi đường đó mình đi. Thượng tọa Thích Trần Quang cũng đưa ra một ví dụ về trường hợp đệ tử của mình tình nguyện hiến đất để làm đường. Vì đường làm xong, chính anh ta đi, vợ con, gia đình anh ta đi. Theo thượng tọa Thích Trần Quang, làm đường là phước rất lớn cho con cháu. Những lúc nhà nước làm đường, mình hiến được nên hiến để cho nhà nước nhẹ ngân sách mà mình có phước. Về phần mình, thượng tọa Thích Trần Quang cho biết, chỗ nào thấy xây nhà, xây thiền đường, đều bắt đệ tử xây hàng rào lui vào bên trong nhường đường công cộng rộng thêm mặc dù khi xây lùi vào trong là xác định mất nhiều đất nhưng mình lại có thêm một chút phước đấy là đường chùa cũng vậy chùa là nơi tâm linh thiêng liêng đất mình có cơ hội cúng cho chùa thì phước rất lớn đừng bày đặt đòi tiền cho cao ví dụ mình có nhà tự nhiên sát bên chùa mình nhìn qua chùa thấy chùa chật trội phật tử tới nhiều mà chùa chật nói thẳng một câu người mà có tâm đạo cúng luôn cả cái nhà mình cho chùa luôn, dọn đi chỗ khác ở. Cứ ở một cái tròi nào đó, ở bình thường thôi. Cúng hết cả phần đất rồi, sau này sẽ coi con cháu mình giàu, vị này nói. Đáng nói, ngoài clip nêu trên, trên mạng xã hội cũng đang truyền nhiều clip phát ngôn kèm hình ảnh thượng tọa thích chân quang, như cái võng là nơi tiêu diệt hết công đức của chúng sinh. Ai hát karaoke nhiều, người đó có nguy cơ chết làm ma cầm. Trẻ ham mê đi du lịch, về nhà bị liệt nằm một chỗ cúng dương tiền lẻ bị tổn phước, suối quẩy. Rất nhiều người sau khi xem clip trích lời của Thượng tọa Thích Trân Quang đã bày tỏ ý kiến không đồng tình. Song cũng có những người cho rằng việc nhiều tài khoản mạng xã hội đã cắt ghép câu nói phát ngôn của Thượng tọa Thích Trân Quang trong một số buổi thuyết giảng rồi tung lên mạng nhưng không đặt trong bối cảnh cuộc trò chuyện, khiến cộng đồng hiểu sai, gây ảnh hưởng tới hình ảnh của vị tu hành. Về kênh YouTube Pháp Quang Vấn Đáp, theo giới thiệu, đây là kênh YouTube đăng tải những câu trả lời của Thượng tọa Thích Chân Quang về các vấn đề trong tu tập và cuộc sống như mối quan hệ trong gia đình, đồng nghiệp, tương quan trong xã hội, sức khỏe, học tập, tâm linh. Cùng với đó, trên kênh YouTube này cũng để đường link thông tin cúng dường Thiền Tôn Phật Quang với 9 số tài khoản tiếp nhận cúng dường. Chủ tài khoản tiếp nhận là Vương Tấn Việt. Trong bản tin thời sự 19 giờ tối ngày 9 tháng 6 trên kênh VTV1, ông Thích Minh Tuệ đã có những trải lòng về việc tiếp tục bộ hành của mình. Bản tin VTV cho biết dự kiến của ông Thích Minh Tuệ khi đi hết các địa phương trên cả nước sẽ dừng chân tại một khu vực nào đó. Nếu thuận lợi, vài năm sau mới bộ hành một lần, chứ không phải lúc nào cũng đi. Chỉ khi không còn tình trạng đông người đảm bảo an ninh trật tự, ông Thích Minh Tuệ mới tiếp tục bộ hành. Còn không, sẽ an trú tại địa điểm nào đấy, và khất thực ở khu vực gần. Chia sẻ trên VTV, ông Thích Minh Tuệ cho biết, còn sẽ ẩn ở núi, hang đá nào đấy, rồi xuống gần làng đó, khất thực, tu hành cho mình thôi. Có chú xứ an ổn thì mình cần như thế để học tập. Người tu cũng có thời gian an ổn, khi nào cần thiết mới bộ hành. Nhưng bộ hành phải được yên tĩnh, giống như 6 năm trước, không có ai đi theo. Cũng vào tối mùng 9 tháng 6, trên trang Facebook cá nhân Nhà thơ Phùng Hiệu cũng đăng tải hình ảnh ông Thích Minh Tuệ ngồi cùng với một người đàn ông. Trên dòng trạng thái, nhà thơ Phùng Hiệu cho biết, bức hình được chụp vào ngày mùng 5 tháng 6, nhưng lịch trong ảnh là ngày mùng 4 do chưa xé. Ông Lê Anh Tuấn, sinh năm 1978, áo xanh, anh trai ông Thích Minh Tuệ ngồi trò chuyện với em trai mình tại phòng làm việc sau 9 năm xa cách.